Xin chào anh em, bản tin hôm nay sẽ rất nóng bởi đêm qua đã có những diễn biến kịch tính xảy ra. Diễn biến ấy là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Tiền đạo Karim Benzema đã tỏa sáng rực rỡ ở trận Chelsea với Real với một cú hat-trick ấn tượng giúp kèn kèn trắng giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách và chiếm lợi thế lớn ở trận lượt về. Ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2021-2022 giữa Chelsea và Real, cả hai đội nhập cuộc rất cởi mở với những tình huống ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phút thứ 21, bàn thắng mở tỷ số đã đến và Real là đội chiếm lợi thế trước. Benzema phối hợp 1-2 xuống biên để Vinicius thoát xuống biên phía cánh trái. Cầu thủ người Brazil trả ngược lại để Benzema đánh đầu đẳng cấp khai thông thế bế tắc. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Pháp lại là người lên tiếng. Modric thực hiện được chuyền bóng nhanh để Benzema đánh đầu trong tư thế với. Bóng về phía không xa, ngược với hướng di chuyển của thủ thành Mendy. 2-0 cho Real. Choáng váng sau hai bàn thua trong vánh, Chelsea không còn cách nào khác là buộc phải dồn lên tấn công. Nhưng cũng phải tới phút 40, họ mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Jorginho thực hiện cú chừa bóng để Havertz thoát xuống trước khi lạnh lùng đánh đầu về góc xa, không cho Courtois cơ hội cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội khách. Ngay đầu hiệp 2, Chelsea đã bị dội một gáo nước lạnh khi thủ thành Mendy mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh băng lên nhận bóng ở ngoài vòng cấm, nhưng lại có đường truyền ngang cho Rudiger một cách ngớ ngẩn. Benzema tận dụng cơ hội cướp được bóng trước khi nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống. Bất ngờ phải nhận thêm bàn thua, tinh thần của Chelsea đi xuống thấy rõ. Dù huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung tất cả những quân vải dự bị có thể vào sân, nhưng cũng không thể thay đổi tình thế. Tình huống đáng tiếc nhất là ở phút 69, khi Lukaku thoải mái nhận bóng cho vào cấm mà không có ai theo kèm. Tuy nhiên, anh lại đánh đầu đi chệch khung thành một cách khó hiểu. Kết quả cuối cùng trận Chelsea với Real là 3-1 nghiêng về phía đội khách. Với chiến thắng ấn tượng này, Real đang có lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà Bernabeu diễn ra vào tuần sau. Trong khi đó, trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Villarreal và Bayern Munich đã kết thúc với kết quả rất bất ngờ. Đội chủ nhà đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên cho chức vô địch khi giành thắng lợi 1-0 trước màn tái đấu sau đây một tuần. Dù được chơi trên sân nhà trận lượt đi, nhưng tàu ngầm vàng vẫn bị đánh giá yếu thế hơn rất nhiều so với hùm xám xứ Bavaria. Đây là lý do huấn luyện viên Unai Emery, một ông vua đấu cúp với 4 chức vô địch Europa League, đã chọn cách chơi phòng ngự nhiều lớp và tổ chức phản công cực nhanh ở trận đấu đêm qua. Các cầu thủ Bayern Munich là những người nhập cuộc chủ động hơn và sớm đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ. Tuy nhiên khi mà các học trò của huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn đang loay hoay với bàn toán ghi bàn, thì họ đã dính đòn hồi mã thương từ rất sớm. Từ đường phản công cực nhanh, Lo Celso trả ngược để Daniel Pajero tung ra cú dứt điểm đi chạy khung thành Manuel Neuer. Thế nhưng Danjuma như từ dưới đất chui lên đã có mặt kịp lúc để chạm bóng và cú đá nối cận thành đã mang về bàn thắng cho đội chủ sân El Madrigal. Có bàn thắng sớm, với sự khó chịu trong cách chơi phòng ngự của Villarreal tiếp tục được thể hiện. Việc bố trí hàng thủ nhiều lớp giúp Villarreal chia cắt được các tuyến của đội khách và vẫn luôn có đủ nhân sự để thực hiện các đường phản công sắc lẹm. Chính điều này đã khiến tiền đạo Robert Lewandowski lâm vào tình trạng đòi bóng và những nỗ lực của Bayern Munich hầu hết đến từ những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm không làm khó được thủ thành Rulli. Mải mê tấn công, Bayern suýt chút nữa ôm hận. Quả tạt bóng của tiền vệ Kukulain ở phút thứ 40 đổi hướng đi qua đầu thủ môn Neuer bay thẳng vào lưới. Tuy nhiên, may mắn cho hùm xám là cầu thủ người Pháp đã rơi vào thế việt vị trước đó. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự tái diễn. Bayern Munich chủ động đổi đầy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Villarreal chấp nhận rình rập và tạo ra không ít những sóng gió trước khung thành thủ thành Neuer. Nếu như may mắn hơn và không bị cột dọc từ chối, tiền đạo Gerard Moreno đã phải có ít nhất 2 bàn thắng cho những phút đầu hiệp 2. Nửa sau hiệp 2 chứng kiến canh bạc tất tay của Leon Nagelsmann khi tung những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội chủ nhà. Thậm chí, nếu như chắt chiu những cơ hội được tạo ra từ các pha phản công chớp nhoáng, Lo Celso và các đồng đội phải có nhiều hơn một bàn thắng ngày hôm nay. Chung cuộc, Villarreal giành chiến thắng tối thiểu, qua đó có được lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng ở vòng 1-8, Bayern Munich bị RB Salzburg cập hòa ở lượt đi, nhưng đã chơi bùng nổi trận lượt về để có chiến thắng tương bừng 7-1. Barca trói chân trụ cột bằng điều khoản 1 tỷ euro. Theo tờ Mundo Deportivo, Ronald Araujo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2026, kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 1 tỷ euro. Trước đó, trung vệ người Uruguay đã từ chối lời đề nghị 5 triệu euro một năm mà Barca đưa ra, sau khi có tin một số câu lạc bộ ngoại hạng Anh sẵn sàng trả cho anh mức lương gấp đôi. Tuy nhiên, Araujo vẫn ưu tiên ở lại Nou Camp nhưng muốn đội bóng xứ Catalonia đánh giá lại mức lương mới dành cho anh. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin ngày 7 tháng 4 của VFTV.
Đừng quên like, subscribe để cùng lan tỏa tình yêu bóng đá. Xin chào và hẹn gặp lại.